Con trai Lương Thế Thành lần đầu theo bố đi diễn, nhưng cái kết phủ mới chính là điểm nhấn. Cậu bé dường như không hề sợ hãi, ngược lại, vô cùng dạn dĩ khi thấy bố và các cô chú đồng nghiệp khác hóa trang. Trong showbiz Việt, Lương Thế Thành và Thúy Diễm được xem là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ, không chỉ bởi cả hai đều là những diễn viên tài năng, mà còn là những tình cảm chân thành, ngọt ngào và giản dị mà họ dành cho nhau. Kết hôn từ năm 2016, Lương Thế Thành và Thúy Diễm đã có 3 năm góp gạo thổi cơm chung, và niềm vui lớn nhất chính là có được cậu con trai kháu khỉnh Bảo Bảo hơn 9 tháng tuổi. Từ khi bé Bảo Bảo chào đời, Lương Thế Thành và Thúy Diễm bất ngờ bị lép vế ra rìa. Người hâm mộ dường như thích để tâm nhiều đến con trai đầu lòng của bộ đôi diễn viên hơn, và cậu bé cũng luôn biết cách khiến mình trở thành tâm điểm. Sau 3 năm kết hôn, niềm vui lớn nhất của nhà Lương Thế Thành là cậu con trai Bảo Bảo. Mới đây, bé Bảo Bảo đã có dịp được Lương Thế Thành đi diễn. Trái ngược với suy đoán của nhiều người, cậu bé tỏ ra rất giản dị, hào hứng chứ không khóc lóc, sợ sệt như những đứa trẻ khác. Thậm chí bé Bảo Bảo còn không hề sợ hãi, mếu máo khi thấy bố và các chú đồng nghiệp hóa trang với những hình ảnh khác thường ngày. Lần đầu tiên Bảo Bảo được lên sân khấu coi ba diễn kịch, coi bộ ảnh rất thích sân khấu, nhìn giáo giác và say mê, nhìn mặt các bác, các cô chú, họa mặt mà không sợ, rất hào hứng. Coi được cảnh mở màn thì ngủ khò khò rồi cho về luôn, chắc bà nó diễn hay quá đó mà. Lương Thế Thành hài hước tiết lộ. Như vậy, theo lời kể của nam diễn viên, thì dù ban đầu con trai rất hào hứng, nhưng sau đó mới chỉ mở cảnh màn mà cậu bé đã nhanh chóng ngủ khò khò và được cho ra về luôn. Rất hào hứng khi đi cùng Lương Thế Thành, nhưng chỉ mới là cảnh mở màn, cậu bé đã ngủ khò khò. Cư dân mạng đã nhanh chóng dành nhiều lời khen ngợi cho độ đáng yêu của bé Bảo Bảo, đồng thời bật cười trước cái kết không thể phủ hơn. Bé Bảo Bảo đáng yêu quá, chắc sau này sẽ nối nghiệp bố mẹ đây. Trời ơi, mới mở màn mà ngủ khò khò luôn rồi hả? Nhìn cái mặt giáo giác thấy yêu quá đi, là bình luận của người hâm mộ.